Lạ bàn vấn đề bản quyền trên chủ quyền qua vụ Tiến Quân Ca. Sau vụ việc quốc ca của Việt Nam bị các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước cướp bản quyền ngay trên mạng xã hội, dân chúng và các cơ quan chức năng Việt mới thấu hiểu được cái giá phải trả khi chúng ta hội nhập vào sân chơi mà các nước tư bản đã đặt ra. Có bản quyền với Tiến Quân Ca nhưng vẫn phải chấp nhận luật thương mại quốc tế. Bản phối Tiến Quân Ca của BH Media hay một doanh nghiệp XI nào đó đã bị ban tổ chức giải bóng đá sử dụng, có thể vì lợi nhuận phía sau, để phát khi đội bóng Việt Nam bước vào trận đấu mà họ biết chắc chắn sẽ thu hút hàng chục triệu người xem trên nền tảng mạng xã hội. Thế là doanh nghiệp truyền phát sóng trận đấu của VTV trên mạng xã hội phải chơi trò tắt tiếng để giữ miếng ăn không bị cướp trắng. Sự việc khiến triệu triệu người dân Việt hận sôi máu, la ó, chửi bới các cơ quan công quyền biết sờ sờ ra đó mà không xử lý. Để giờ Việt Nam chưa chịu thua kẻ thù xâm lược nào mà bị nhục mạ, xúc phạm, bị xâm lược nghiêm trọng như vậy. Thế là lần đầu tiên trong đời người viết và dân mạng Việt được thông não thế nào là tác phẩm phái sinh và được bảo hộ bản quyền trên sàn thương mại trực tuyến là thế nào. Hiểu tóm tắt, tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. Khoản 8, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009. Trường hợp này, BH Media hay doanh nghiệp tư nhân nước ngoài tự đầu tư mua bản phối nhạc Tiến Quân Ca rồi xác lập bản quyền trên nền tảng trực tuyến và kiếm tiền trên chính bản quyền quốc ca của Việt Nam một cách ung dung với nguồn cung không hạn chế. Hãy nghe cách BH Media giải thích rất hợp lý thế này. Là tác giả của Tiến Quân Ca, cố nhạc sĩ Văn Cao luôn có quyền tác giả với tác phẩm này. Bất kỳ ai muốn sử dụng tác phẩm phải thanh toán tiền tác quyền cho nhạc sĩ Văn Cao. Tuy nhiên, năm 2016, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng tác phẩm Tiến Quân Ca cho nhân dân Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc kể từ thời điểm hiến tặng trở đi, bất cứ một cá nhân, tổ chức nào ở Việt Nam sử dụng tác phẩm sẽ không phải thanh toán tác quyền cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao nữa. Cái giá của hội nhập khi chủ quyền ngang nhiên bị xâm phạm. Gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao nhiều lần nêu rõ đã hiến toàn bộ bản quyền, nhạc và lời bài Tiến Quân Ca cho Tổ quốc và nhân dân, trách nhiệm là của Bộ Văn hóa và Cục Quản lý Bản quyền. Cái bản quyền này được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ghi rành rành. Thế nhưng, một quốc bảo là tài sản văn hóa của toàn dân gia, chỉ cần phối âm, phối khí xong là đã đương nhiên trở thành bản quyền kinh doanh của tư nhân, vô lý hơn nữa là hãng nước ngoài. Một Facebooker đã phẫn nộ kêu than rằng, đây cũng chính là mặt trái của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và thủ đoạn thôn tính của đế quốc bằng chiêu bài bản quyền trên chủ quyền. Đó cũng chính là hành động ăn cắp bản quyền của cả một dân tộc một cách công khai trắng trợn, kiếm tiền bất chấp đạo lý, trong khi chính chúng không cả nộp thuế cho các nước, xâm phạm cả chủ quyền và chà đạp lên mọi giá trị văn hóa để khống chế rồi đồng hóa nhân loại bằng tiền. Ngăn chặn mặt trái đó cần sự quản lý bằng luật pháp của quốc gia. Giờ đây, rất nhiều ý kiến đang kiến nghị tới cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng như với cơ quan quản lý mạng Internet là Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như tới các cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng là Bộ Công thương, cũng như cơ quan đảm trách tuyên truyền dân tộc là Ban Tuyên giáo Trung ương, vân vân và vân vân.